Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan do ông Supachit Kocharyanyok, tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani dẫn đầu, với nội dung thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ tư của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan được ký kết vào năm 2021 và bàn luận một số nội dung về hợp tác thương mại giữa hai bên, cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác, hai bên đã đạt được những kết quả như duy trì trao đổi các đoàn công tác tham dự các sự kiện văn hóa. Nhiều chương trình hợp tác giữa Đại học Huế và Trường Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat đã được ký kết. Về thương mại, từ năm 2013, tỉnh Ubon Ratchathani và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, trao đổi, thúc đẩy xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh có cơ hội tiếp cận các thông tin, nắm bắt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng, thị trường hàng hóa của tỉnh bạn nhằm liên kết hợp tác, mở rộng thị trường kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với Ubon Ratchathani, đặc biệt khai thác tối đa lợi thế của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Thừa Thiên Huế luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp Ubon Ratchathani nghiên cứu đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, quản lý khách sạn, nhà hàng, nông nghiệp và đào tạo nghề, chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp phụ trợ, sản xuất hàng tiêu dùng. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã thông tin về tiềm năng thế mạnh của khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, đồng thời giới thiệu những ưu đãi của tỉnh trong thu hút đầu tư vào khu vực này. Ấn tượng với những kết quả mà Thừa Thiên Huế đạt được trên nhiều lĩnh vực, tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani khẳng định mong muốn thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác với nhiều tỉnh thành của nước ta, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế, để khai thác, phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có. Tỉnh trưởng Supachit Kocharyanyok cũng mong muốn thời gian tới hai tỉnh sẽ hợp tác cùng nhau trên nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực hai bên có tiềm năng lợi thế như du lịch, thương mại, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất của Thừa Thiên Huế với các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Thái Lan nói chung và tỉnh Ubon Ratchathani nói riêng. Đồng thời nhận hoàn thêm, đối với việc tham dự các kỳ festival Huế, tỉnh Ubon Ratchathani luôn sẵn sàng tham gia và sẽ tuyên truyền vận động người dân tham gia, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên.